Vâng, ừ. kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Thì như vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu năm 2021 là chúng ta chứng kiến uh, sự xuất hiện hay sự ra đời của các cái khuyến cáo trong vấn đề điều trị suy tim từ cái đồng thuận của trường môn tim Hoa Kỳ và những cái tháng đầu năm 2021 cho đến khoảng những cái tháng giữa 2021 chúng ta có cái khuyến cáo của hội tim châu Âu và sau đó chúng ta thấy có khuyến cáo của hội tim Canada Đà, và bộ y tế trong cái năm 2020 21 cũng có những hướng dẫn liên quan đến vấn đề điều trị và xử lý suy tim cho tới 2022 chúng ta thấy cách đây 2 3 ngày cái ngày 28 tháng 3 thì cục quản lý à, dược cũng cho một cái khuyến cáo chỉ định một cái nhóm thuốc trong vấn đề điều trị suy tim mà lát nữa tôi sẽ có dịp tôi xin uh, giới thiệu cùng với quý đồng nghiệp như vậy à, tại sao chúng ta lại quan tâm tới vấn đề À, suy tim tại Việt Nam. Thì đây chúng ta cùng nhìn lại một cái khảo sát rất là nhanh tại cái khoa nội tim mạch bệnh viện chợ rẫy Thì chúng tôi khảo sát 313 bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim. Thì trong cái nghiên cứu này thực hiện khoảng giữa cho đến cuối năm 2029 thì tuổi trung bình của bệnh nhân chúng ta thấy rằng là 63 7, 7 tuổi Ở trong đó chúng ta thấy rằng khoảng gần 22% là bệnh nhân được đái thao đường Nhưng cái điều mà tôi muốn nói qua slide này chúng ta thấy rằng là à, uh, trong 313 bệnh nhân như vậy chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân suy tim ở ép giảm nó chiếm ưu thế gần như 2 phần 3 các trường hợp suy tim được chẩn đoán là phân số thất trái giảm khi bệnh nhân được xuất viện tại khoa nội tim mạch bệnh viện trợ rẫy chính vì thế cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi cũng nhấn mạnh liên quan tới các cái khuyến cáo về điều trị suy tim phân số tâm trái giảm nhiều hơn là những cái đối tượng suy tim suy tim khác và như vậy tại bệnh viện trợ rẫy thì cái đặc điểm của bệnh nhân suy tim nó như thế nào thì chúng ta thấy rằng là trong vấn đề điều trị chúng ta thấy rằng cứ cái thuốc được theo cái khuyến cáo được còn là nền tảng trước đây thì chúng ta thấy rằng là cái thuốc ức chế hệ thống RAS trong đó ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể chúng ta thấy rằng là nó thay đổi từ 27% và cái xu hướng sử dụng ức chế thụ thể có vẻ nó nhiều hơn tại bệnh viện trợ rẫy khoa chúng tôi đó là 55,6% đối với ức chế thụ thể uh, à, acne tức là sao covid phối hợp với van sạc tăng chúng ta thấy ở một cái tỷ lệ khiêm tốn hơn là khoảng 3,2% mà thôi à, kháng adosterone chúng ta thấy là 56,2%. Riêng trện beta chúng ta thấy rằng là một trong những cái thuốc như tôi cũng đã giới thiệu là cũ nhưng mà vẫn còn một cái vai trò rất quan trọng trong điều trị suy tim thì chúng ta thấy rằng là cũng chỉ khoảng gần hơn 50% bệnh nhân được điều trị mà thôi thì đó cũng là một cái bức tranh về vấn đề điều trị những cái thuốc nền tảng để chúng ta cùng ngồi nhìn lại là bệnh nhân của chúng ta đang điều trị chúng ta thấy rằng là ở cái uh, mức nào trong những cái khuyến cáo về cái thuốc điều trị Thế như vậy chúng ta thấy rằng là một trong những cái mà chúng ta quan tâm hơn nữa là bệnh nhân suy tim của chúng ta không đơn thuần chỉ là vấn đề suy tim mà chúng ta thấy ngay trong cái định nghĩa về vấn đề suy tim người ta nói là một cái hội chứng phức tạp phức tạp ở đây không phải chỉ vấn đề sinh lý bệnh mà chúng ta thấy phức tạp ngay cả những cái yếu tố tác động những yếu tố nguy cơ và ngay cả những cái nguyên nhân mà đưa đến đưa đến suy tim nữa hoặc là những cái bệnh đồng mắt mà bệnh nhân kèm theo trên một cái đối tượng mà chúng ta chẩn đoán là suy tim và quả thật trong cái công trình cứu Sam nó thấy sang HF ở đây người ta ghi nhận chúng ta thấy rằng là trên những bệnh nhân suy tim một tỷ lệ đáng kể mà bệnh nhân lớn tuổi như trong cái công trình mà chúng tôi khảo sát cắt ngang tại bệnh viện trợ đấy tuổi trung bình là 63,7 chúng ta thấy theo cái tiêu chuẩn định nghĩa Việt Nam là bệnh nhân thuộc cao tuổi rồi trên 60 chúng ta gọi là cao tuổi thứ hai là huyết áp bệnh nhân suy tim nó có xu hướng là chúng ta thấy rằng là thấp chứ không phải là cao và cái thứ ba chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn suy tim khi mà và nhập vào các cái bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện ở trên thành phố thường chúng ta thấy là giai đoạn 3, giai đoạn 4 tức là bệnh nhân đã có những cái triệu chứng những cái dấu hiệu của suy tim rất là rõ rệt rồi bệnh nhân mới nhập mới nhập viện và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là thường nhập viện trong một cái bối cảnh tương đối nặng chính vì thế cái dự hậu tức là cái tiên lượng hoặc là cái tỷ lệ bệnh nhân cứ nhập đi nhập lại cũng có xu hướng là cao trên những cái đối tượng bệnh nhân à, được chẩn đoán suy tim qua cái công trình nghiên cứu SAM-HF là như vậy. À, một cái điều mà có lẽ chúng ta cũng thảo luận rất nhiều về cái kết cục của bộ bệnh nhân suy tim và chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái phân tích về cái sự sống còn ở một bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim mãn ở à, đây một cái phân tích tổng hợp à, trên khoảng 1,5 triệu những bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim thì chúng ta cũng thấy ở đây à, mặc dù chúng ta thấy rằng trong suy tim liên tục có những cái tiến bộ trong vấn đề điều trị từ vấn đề nội khoa cho tới À, các cái thiết bị trong vấn đề điều trị suy tim tuy nhiên chúng ta thấy rằng theo diễn tiến tại thời điểm một tháng chúng ta thấy ở đây à, một tháng rồi chúng ta thấy à, cho tới một năm hai năm và năm năm thường chúng ta đánh giá một cái hiệu quả của một cái liệu pháp điều trị đôi khi người ta hay lấy cái mốc thời gian năm năm thì tại thời điểm năm năm chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong cho suy tim vẫn còn ở mức cao trong chèm. chúng ta thấy khoảng 50% ở đây tức là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân suy tim mãn nó không thua kém gì cái trường hợp tỷ lệ tử vong do bệnh nhân ung thư thậm chí nó còn hơi cao hơn một tí điều đấy cho thấy những cái khó khăn những cái thách thức trong thực tế lâm sàng làm sao chúng ta có thể giảm hơn nữa cái tỷ lệ tử vong cho những bệnh nhân suy tim mãn mà chúng ta gặp phải trên lâm sàng và chúng ta thấy rằng là trong cái diễn tiến của một bệnh nhân suy tim À, chúng ta thấy rằng là có những cái giai đoạn chúng ta giai đoạn cấp tính và thường những cái giai đoạn đó chúng ta gọi là những giai đoạn mất bù và bệnh nhân phải nhập viện và khi những cái giai đoạn mất bù như vậy chúng ta thấy rằng là cái uh, tiên lượng của bệnh nhân nó càng ngày nó càng đi xuống như vậy à, càng để đi xuống và cái quan trọng hơn chúng ta thấy rằng là cứ một lần bệnh nhân nhập viện với chúng ta như vậy trong một cái giai đoạn mất mù như vậy nếu như mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội để chúng ta điều trị cho bệnh nhân tốt hơn nữa hay nói cách khác là chúng ta thấy rằng là tối ưu hơn nữa hay là chúng ta có những cái nhận thức những cái thay đổi để chúng ta có thể điều trị điều trị cho bệnh nhân theo những cái thông tin theo những cái chứng cứ mới thì chúng ta thấy rằng là chúng ta càng làm giảm hơn nữa cái tỷ lệ tử vong. Còn nếu như chúng ta có thay đổi được thì cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy rằng là nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Còn nếu không là chúng ta thấy rằng tỷ lệ tử vong nó sẽ đi xuống nhiều nhiều, nhiều, nhiều hơn như vậy. Và như vậy chúng ta thấy rằng là việc chúng ta bắt kịp được những cái thay đổi À, những cái chứng cứ chúng ta điều trị sớm cho bệnh nhân thì trong cái phân tích này chúng ta thấy rằng là cái lợi ích nó cũng sẽ được tăng lên tức là cái đường màu xanh ở đây à, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong nó cũng sẽ được cải thiện khi mà chúng ta tích cực điều trị sớm cho bệnh nhân qua những cái thuốc chứng cứ là như vậy Thế như vậy, đâu là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm cho một bệnh nhân suy tim trong cái quá trình diễn tiến của một bệnh nhân suy tim? Thường người ta hay nhắc tới cái giai đoạn, giai đoạn mong manh hay là giai đoạn nguy hiểm. Chúng là cái, cái từ nó dùng vulnerable ở đây là như vậy. Thì những cái giai đoạn này thường là những cái giai đoạn trước và ngay sau khi chúng ta thấy rằng là xuất viện ở đây chúng ta thấy là cái giai đoạn này bệnh nhân rất dễ bị tái nhập viện trở lại khi mà chúng ta không có một cái tư vấn vấn đề điều trị giáo dục cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân xuất xuất viện cũng như chúng ta đây những cái giai đoạn là giai đoạn chuyển tiếp hoặc cái giai đoạn khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chuyển tiếp từ cái vấn đề chúng ta chăm sóc trong bệnh viện qua vấn đề chúng ta chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân thì chính vì thế chúng ta thấy chúng ta cần nắm những cái thời điểm mà bệnh nhân dễ bị tái nhập viện lại để mà chúng ta có thể chăm sóc cho bệnh nhân tốt hơn, giảm được cái nguy cơ nhập viện. Và chúng ta thấy rằng là cái khuyến cáo của ESC 2016, tại sao tôi lấy cái mốc 2016, thực sự ra trong cái hướng dẫn của ESC 2016 về suy tim là một trong những cái khuyến cáo tương đối chúng ta thấy rằng đầy đủ về mặt định nghĩa, về mặt phân loại cũng như các cái hướng dẫn về điều trị suy tim. Và trong cái khuyến cáo này nó cũng có một cái sự đồng thuận rất lớn, những cái thuốc điều trị quan trọng đối với cái khuyến cáo cùng với cái khuyến cáo của trường môn tim Hoa Kỳ, tức là gần như người ta nói rằng trong hai cái khuyến cáo 2016 của Mỹ và của châu Âu, của Mỹ 2017 và của châu Âu 2016 gần như nó có những cái sự tương đồng, một cái sự đồng thuận rất lớn, rất lớn ở đây, đó là của cái 2016 và cũng trong cái khuyến cáo 2016 nó có một cái từ mà các chuyên gia nói rằng suy tim là một cái vấn đề mà chúng ta có thể điều trị khỏi được được khi chúng ta nắm được sinh lý bệnh, nắm được nguyên nhân, nắm được các cái điều trị cơ bản cũng như các điều trị nâng cao cho bệnh nhân suy tim để chúng ta thấy rằng có một cái thái độ lạc quan khi chúng ta tiếp cận và chúng ta điều trị một bệnh nhân suy một bệnh nhân suy tim. Thế như vậy năm 2021 thì cái phiên bản cập nhật của cái khuyến cáo của OSC tuyên hội tim châu Âu có những cái điểm gì mới? Tôi cũng xin lướt nhanh qua một số những cái điểm mới. Đầu tiên đó là có sự thay đổi về định nghĩa và phân loại suy tim. Ở trong đây chúng ta chú à, tâm tới cái vấn đề là suy tim phân xuất tống máu giảm nhẹ giảm nhẹ à, chúng ta thấy một cái thay đổi thứ hai chúng ta thấy đó là cái khuyến cáo điều trị suy tim phân xuất tống máu thất chay giảm chúng ta thấy ở đây thì họ đưa ra một cái phác đồ đơn giản hơn đơn giản hơn trong đó chúng ta thấy rằng là cái nhóm thuốc mới đó là cái nhóm à, ức chế cái cân đồng vận sodium gluco tại thận chúng ta gọi tắt là ức chế sglt2 trong đó có dabepilozine, Ampagliflozin được đưa vào khuyến cáo loại một tức là cái nhóm một của chúng ta và họ nhấn mạnh cái vấn đề cá thể hóa trong việc điều trị cho một bệnh nhân suy tim. và lẽ chúng ta thấy như tôi trình bày lúc đầu bệnh nhân suy tim hay kèm theo những cái bệnh lý đồng mắt khác và mỗi bệnh nhân có bệnh lý đồng mắt chúng ta cũng có những cái điều trị khác nhau. À, một cái thứ ba điểm mới đó là một số những cái thay đổi trong điều trị suy tim phân xuất mối thích thất trái bảo tồn. đây cũng là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là trong năm nay cũng sẽ được thảo luận rất nhiều khi có những cái nghiên cứu à, đưa ra à, những cái lợi ích à, của những cái nhóm thuốc mới trong vấn đề điều trị suy tim, ở ép bảo tồn từ cái nhóm acne, chúng ta thấy rằng là sacubitril phối hợp với Masartan tới cái nhóm như tôi vừa rồi nói là ức chế SUT2 trong vấn đề điều trị một cái suy tim, ở ép bảo tồn và tiếp theo chúng ta thấy rằng là ở một cái giai đoạn cấp hơn à, bệnh nhân nhập viện đó là à, phân loại và tiếp cận điều trị suy tim À, chúng ta đã suy tim nặng tiến triển và chúng ta thấy rằng một cái suy tim cấp thì trong cái cập nhật này họ đưa ra cái phân loại một cách cụ thể hơn à, cuối cùng là chúng ta thấy họ nhấn mạnh và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái điểm mà bệnh viện chợ rẫy cũng như là các bệnh viện khác có bệnh viện nhân gia đình chỗ tiến sĩ hải ở đây và chúng ta thấy là đang tích cực triển khai và hoàn thiện đó là cái đơn vị À, suy suy tim quản lý và điều trị suy tim tại chợ rẫy đây chúng tôi có bác sĩ chuyên khoa hai lý minh chiêu cũng đang được giao cho phụ trách về cái 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 đơn vị này để chúng ta cùng quản lý bệnh nhân suy tim à, tốt hơn thực sự ra cái một cuối cùng như tôi nói là vẫn là giảm cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân suy tim và giảm cái tỷ lệ tái nhập viện cho bệnh nhân suy tim như vậy tôi sẽ lần lượt đi qua một số những cái điểm mới à, một cách ngắn gọn thứ nhất là về vấn đề chẩn đoán thì đây chúng ta thấy rằng là cái lưu đồ chẩn đoán của cái của cái khuyến cáo ESC 2021 thực sự ra chúng ta thấy rằng là nó cụ thể và chi tiết hơn nó tùy thuộc vào phân tầng chúng ta thấy phân loại của cái suy tim theo EF. À, chúng ta cũng đi từ các cái yếu tố nguy cơ, à, các cái triệu chứng dấu hiệu cũng như các cái bất thường trên điện tâm đồ để chúng ta nghi ngờ rằng bệnh nhân này có hay không có suy tim. Sau đó chúng ta thấy rằng có hai cái mà thực tế Việt Nam chúng ta cũng đang triển khai được. Một đó là siêu âm tim, hai đó là các cái à, bio marker tức là các cái dấu ấn sinh học trong đó người ta nhấn mạnh cái vai trò của PNP và NT của PNP tùy theo cái cơ sở của chúng ta làm được cái gì chúng ta sẽ thực hiện được, được cái đó, thì dựa vào một trong hai cái, cái cái test này hoặc là cả hai để người ta đưa ra một cái chuẩn đoán là suy tim và sau đó người ta sẽ phân loại suy tim EF giảm, tức là dưới hoặc bằng 40% bảo tồn, tức là chúng ta thấy rằng là đây là từ 50% trở lên và giảm nhẹ theo cái định nghĩa của SC01 tức là từ 41 tới 49 thì chúng ta thấy tùy thuộc vào những cái căn nguyên và những cái bệnh đồng mắt để chúng ta có những cái điều trị cho phù hợp thì đây là trong cái định nghĩa suy tim của ESC họ vẫn phân loại theo cái EF Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là có hơi khác so với cái phiên bản 2016 cũng của ESC cái phiên bản 2021 chúng ta thấy rằng họ định nghĩa suy tim ở ép giảm họ vẫn là triệu chứng cộng dấu hiệu cộng với ơ ép thất trái dưới bằng 40%. Thì cái ơ ép bảo tồn nó cũng gần tương tự so với cái định nghĩa cũ. Tuy nhiên ơ ép giảm nhẹ ở đây chúng ta thấy trước đây ta gọi là ơ à, ép khoảng trung gian trung gian chúng ta thấy bây giờ nó gọi là giảm nhẹ tức là mai ly ở đây thì chúng ta thấy cái tiêu chuẩn nó đơn giản hơn cũng dấu hiệu triệu chứng suy tim cộng với vấn đề ơ ép từ 41 đến 49 cái phiên bản 2021 nó kèm theo một số những cái bất thường à, ở trong cái tiêu chuẩn thứ ba này nữa thì bây giờ 2021 nó bỏ luôn cho nên việc chẩn đoán suy tim ở EF giảm nhẹ nó đơn giản hơn và nó xu hướng nó hướng bệnh nhân tới hưởng lợi từ cái việc hay từ cái thành quả là giống như trong cái điều trị suy tim EF EF giảm EF giảm đó là một trong những cái định nghĩa chúng ta thấy có cái thay đổi tương đối là, quan trọng một cái điểm thứ hai trong vấn đề điều trị suy tim EF và giảm thì chúng ta thấy nó có những cái điểm gì thì đây chúng ta thấy rằng là trong cái phiên bản 2020, 2016 chúng ta thấy ở đây thì trong cái phiên bản này chúng ta thấy trong vấn đề điều trị suy tim ở ép giảm có triệu chứng chúng ta tiếp cận gần như theo từng bước step by step từng bước như vậy chúng ta thấy đầu tiên chúng ta sử dụng ức chế men chuyển à, hoặc là chẹn beta à, chúng ta thấy hoặc cả hai cái thuốc này và chúng ta điều chỉnh hai cái thuốc này với cái liều tăng từ từ tối đa rồi sau đó chúng ta mới thêm cái thuốc thứ ba rồi sau đó chúng ta gì chúng ta mới có chuyển sang một cái thuốc khác đó là nhóm acne tức là vẫn theo step by step từng bước như vậy đó là cái khuyến cáo 2016 lúc này chúng ta thấy rằng là chưa có sự hiện diện của cái nhóm thuốc mới ức chế SGLT2 trong cái khuyến cáo của 2016 và cái vai trò của ICD chúng ta nhìn vào đây cũng chưa thực sự là cụ thể rõ ràng chủ yếu họ nhắc tới là CIT trong vấn đề chỉ định hoặc là class 1 là màu xanh hoặc là class 2 tức là cái màu vàng. Đó là những cái điểm của 2016 để chúng ta thấy rằng 2021 nó có những cái cái điểm mới. Điểm mới là gì? Thứ nhất là phát đồ điều trị đơn tương đối nó đơn giản hơn so với là cái 2016. Cái thứ hai như tôi nói, họ đưa vào một cái nhóm thuốc mới là ức chế SGLT2, trong đó có dapagliflozin, empagliflozin đưa vào khuyến cáo nhóm 1 nhóm 1. Thì như tôi vừa rồi tôi nói 28 tháng 3 Bộ Y tế Việt Nam à, Cục Quản lý Dược cũng đưa ra khuyến cáo chính thức về cái nhóm thuốc này mà cụ thể là dapagliflozin -no trong cái chỉ định suy tim ở ép giảm và đương nhiên chúng ta chú ý trong cái khuyến cáo này là chúng ta thấy là nó hơi khác chút xíu liên quan tới cái chức năng thận độ lập cầu thận nữa để chúng ta có cái chỉ định cho nó phù hợp còn nếu không bảo hiểm y tế nó sẽ không xuất, xuất toán trong cái trường hợp chúng ta chỉ định suy tim à, dù chúng ta thấy rằng là bộ y tế đã phê chuẩn cái đặc điểm cái 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 thứ thứ ba đó là bốn cái nhóm thuốc được coi là trụ cột hay nền tảng trong điều, điều trị suy tim mới ép giảm như chúng ta đã từng biết rồi cái nhóm ức chế men chuyển ức chế thụ thể chẹn beta lợi tiểu khan, và ức chế RGT2. người ta khuyến cáo trong cái cái khuyến cáo này là chúng ta nên khởi trị sớm và an toàn nhất có thể được cho bệnh nhân chúng ta biết rằng là bao giờ cũng vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta điều trị chúng ta đừng có làm hại bệnh nhân hơn nữa hay đừng đưa bệnh nhân vào nguy hiểm tức là phải có một cái sự an toàn an toàn cho bệnh nhân khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân và họ bổ sung các cái phát đồ điều trị suy tim EF ép giảm cho các bệnh nhân bệnh lý đi kèm hay nói cách khác là có hiện tượng cá thể hóa điều trị suy tim trong cái khuyến cáo của SC01 một cách cụ thể hơn à, tùy theo cái bệnh kèm theo đái tháo đường bệnh mạch vành amyloidosis chẳng hạn vân vân hoặc thiếu máu thiếu sắt thiếu máu chẳng hạn hay thiếu sắt chẳng hạn và họ nhấn mạnh thêm cái dự phòng tiên phát bằng ICD ở à, bệnh nhân có bệnh cơ tim chúng ta thấy mà không kèm thiếu máu cục bộ khuyến cáo mức 2 a các bạn thấy giữa cái chỉ định giữa suy tim do bệnh tim tới mốc cục bộ hoặc một tim bộ nó có những cái chỉ định về vấn đề icd nó hơi khác nhau nhấn mạnh cái vai trò à, độ rộng của lốc nhấn trái trong cái vấn đề trị định điều trị tái đồng bộ cho tới bây giờ các bạn thấy từ những cái công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến cái device tức là cái CRT trong điện tìm, thì độ rộng QRS vẫn là một trong những cái à, yếu tố gần như là then chốt cho tới bây giờ để chúng ta quyết định chúng ta trị định cái CRT cho bệnh nhân đương nhiên chúng ta có những yếu tố khác trên siêu âm tim vân vân nhưng mà chúng ta thấy rằng là độ rộng của QDS ở block nhánh trái vẫn là một trong những cái yếu tố quan à, quan trọng. Thì đây chúng ta thấy cái phác đồ điều trị suy tim ở SCA01 khá đơn giản bệnh nhân suy tim EF giảm chúng ta thấy là ngay từ đầu chúng ta đưa lên bốn cái nhóm thuốc luôn nó không theo step by step như sc 2016 ở trong đây chúng tôi chú ý là trong thực tế lâm sàng bệnh nhân nhập viện đa số là có sung huyết cho nên là ở đây họ cũng nhấn mạnh cái vấn đề là lợi tiểu quai khi mà dư dịch và ngay đây là nhóm một rồi sau đó chúng ta thấy rằng là tùy thuộc vào cái EF tùy thuộc vào độ động của QRS mà chúng ta có những cái chỉ định là ICD hoặc là ICD phối hợp với CIT mà thấy rất là đơn giản như vậy và chúng ta thấy nếu như còn triệu chứng thì chúng ta thấy rằng là dai dẳng thì chúng ta cân nhắc những cái khuyến cáo thuộc cái nhóm 2 ví dụ như các bạn thấy rằng là cho ta chẳng hạn chúng ta thấy là những cái nhóm thuốc 2 chúng ta cân nhắc nếu như nhịp xoang bệnh nhân vẫn còn trên 70 lần một phút cho bệnh nhân thì đây chúng ta thấy rằng là trong cái khuyến cáo SC2021, bốn cái nhóm thuốc chúng ta thấy là đặt ngang hàng với nhau. Đó là ức chế men chuyển, chúng ta thấy hoặc là acne nếu như chúng ta thấy rằng là bệnh nhân chúng ta thấy rằng là đã được điều trị ức chế men chuyển rồi thì chúng ta có thể chuyển sang và nên chuyển sang acne đó là nhóm 1 còn hoặc chúng ta có thể khởi trị ngay từ đầu bằng acne tuy nhiên cái mức độ khuyến cáo của nó thì nó thấp hơn à, và chúng ta thấy rằng là lợi tiểu vẫn là một trong những cái nhóm thuốc chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên À, không được quên trong cái thực hành lâm sàng ở bệnh nhân suy tim ép giảm khi mà chúng ta chú ý phát hiện cái dấu hiệu suy tim và CAT cũng như là đi hay là phối hợp với đi đây tức là ICD là chúng ta có chỉ định chúng ta chú ý nguyên nhân thiếu máu cục bộ cơ tim thì ICD là cái class 1 nhưng mà không do thiếu máu cục bộ thì nó chỉ là class 2 thôi tại vì công trình nghiên cứu cho thấy rằng là trên những đối tượng bệnh nhân suy tim mà do bệnh tim thiếu máu cục bộ thì cái hiệu quả của ICD chúng ta thấy rằng nó là nó lợi ích hơn trong cái đối tượng nguyên nhân là không do bệnh tim thiếu máu cục bộ Để từ đó là chúng ta thấy là những cái nhóm thuốc điều trị cơ bản và cá thể hóa tùy theo những cái bệnh kèm theo như tôi nói vừa rồi đây và ở đây tôi nhấn mạnh lại các bạn thấy tất cả các cái điều trị màu xanh đều là class 1A hết riêng chúng ta thấy rằng là sacubitril khi mà chúng ta chuyển từ chúng ta thấy chúng ta chuyển từ từ ức chế men chuyển sang đó chúng ta thấy nó là class 1 b nha class một b để chúng ta giảm đi cái nguy cơ tử vong và suy tim cho bệnh nhân thì đây là cái vai trò của ICD cũng như CET trong cái khuyến cáo SC 2021 được nhấn mạnh hơn và cụ thể hóa hơn là những trường hợp nào chúng ta chỉ định cho những cái đối tượng bệnh nhân suy tim của chúng ta và chúng ta thấy đây cái chỉ định các bạn cùng khảo sát ở trên đây cùng quan sát ở trên đây chúng bạn thấy là trong vấn đề phòng ngừa tiên phát chúng ta thấy 2016 và 2021 chúng ta thấy ở đây nó có những cái thay đổi so với cái phiên bản 2021 thì chúng ta thấy nó cụ thể hơn nó chi tiết hơn cho nên cái mức độ khuyến cáo các bạn thấy rằng là cũng có thay đổi thế vậy tóm lại chúng ta thấy rằng là đối với suy tim ở ép giảm thì OSC cung cấp một cái phát đồ tiếp cận chúng ta thấy rằng là đơn giản hơn và cái thứ ba đó là điều trị suy tim phân suất tóc mốt thất trái giảm và có mắc bệnh lý mắc kèm thì cái này tôi cũng xin lướt nhanh thôi tức là chúng ta thấy là trong vấn đề cá thể hóa vừa rồi tôi cũng đã nhắc cái vấn đề này rồi cho nên là các bạn thấy rằng là ở đây rung nhĩ các bạn thấy chúng ta có chỉ định sử dụng kháng đông chúng ta thấy ở đây hoặc chúng ta thấy rung nhĩ chúng ta cũng có xem xét vấn đề đi cúp xin là class 2 chứ không phải class 1 để chúng ta kiểm soát cái đáp ứng thất cho bệnh nhân hoặc bệnh lý mặt vằn. À, suy tim do bệnh lý mạch vành chúng ta thấy thực sự là chúng ta chưa có nhiều những cái công trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên liên quan đến vấn đề suy tim do bệnh mạch vành can thiệp là có lợi hay là bắt cầu là có lợi à, chính vì thế chúng ta thấy rằng cái công trình cứu STIC là cái công trình nghiên cứu mà bắt phẫu thuật bắt cầu nó vẫn dựa vào là những cái công trình nghiên cứu đó để nó chỉ định chúng ta thấy là bắt cầu vẫn là class class 2. Tuy nhiên người ta vẫn có một cái câu là nếu như giải phẫu mặt vằn thuận lợi, à, chúng ta vẫn có thể xem xét là chúng ta thấy can thiệp mặt vằn à, cho bệnh nhân của chúng ta. Ở đây sử dụng thuốc chống đau thắt ngực cũng tương tự như vậy. Các bạn thấy rằng là trên bệnh nhân suy tim có bệnh tim thiếu máu cục bộ, đặc biệt là cái hội chứng mặt vằn mãn. Thì chúng ta thấy nếu như bệnh nhân có triệu chứng đau ngực kéo dài mà nhịp xoang trên 7 hoặc bằng 70, ivavadin là cái chỉ định đây là cái sự đồng thuận rất là lớn giữa hai cái hội như tôi đã trình bày ở trên còn nếu như chúng ta thấy rằng là nhịp tim dưới 70 hoặc bệnh nhân có rung nhĩ thì chúng ta có thể lựa chọn các cái nhóm thuốc rất là phổ biến trên lâm sàng chúng ta có trimetazidine chúng ta có nicorandin chúng ta có Nichat hoặc chúng ta có ức chế cân can ức chế cân canxi là amlodipine hoặc là felodipine và chúng ta chú ý rằng là suy tim do bệnh tim thiếu máu cục bộ hay chúng ta gọi là bệnh cơ tim theo máu cục bộ chúng ta không nên và chống chỉ định đối với là dintiazem hoặc peramin tức là cái nhóm ức chế cần canxi nhóm nông dhb cho à, cho bệnh nhân thì đây là trên những bệnh nhân chúng ta thấy rằng là suy tim ở ép giảm mà chúng ta thấy rằng là có rung nhĩ có rung nhĩ ở đây thì chúng ta thấy là cũng có hai cái chiến lược là cái chiến lược là chúng ta kiểm soát nhịp à, hoặc chúng ta kiểm soát từng số à, chúng ta thấy khi mà cái tình trạng huyết động bệnh nhân ổn định còn đương nhiên chúng ta thấy khi tình trạng huyết động bệnh nhân không ổn định thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp chúng ta kiểm soát chúng ta thấy là tích cực hơn trong vấn đề chúng ta À, khống chế cái đáp ứng thách cho cho, cho bệnh nhân ở trên bệnh nhân ung thư và suy tim cũng tương tự như vậy các bạn thấy trên suy tim ung thư ở đây họ cũng phân tầng chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ bệnh nhân thấp hay trung bình cao khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân sử dụng những cái thuốc và điều trị ung thư để chúng ta có một cái chiến lược chúng ta phòng ngừa và chúng ta phát hiện sớm những cái à, suy tim mà do hóa trị từ đó chúng ta có thể hoặc chúng ta phải giảm liều hoặc chúng ta phải chuyển sang những cái thuốc khác để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Cái phần thứ tư là, là suy tim EF giảm nhẹ và ép bảo tồn. Đây là một cái phần chúng ta thấy rằng là những cái cập nhật mới trong cái phiên bản 2021 thì những cái thay đổi chúng ta thấy như tôi nói lúc đầu đó là cái thuật ngữ từ một cái suy tim chúng ta gọi là EF à, khoảng giữa thành một cái suy tim chúng ta thấy EF mà giảm nhẹ như tôi nói là để bệnh nhân được hưởng những cái lợi ích của các cái thuốc điều trị Tương tự như một cái suy tim ơ ép giảm Đối với một cái suy tim ơ ép giảm nhẹ Cái thứ hai là họ bổ sung à, Các cái khuyến cáo Các bạn khuyến cáo trong điều trị suy tim ơ ép giảm nhẹ Trước đây chúng ta thấy họ nói họ không có Bây giờ nó bổ sung vào một cái bảng Các cái khuyến cáo thuốc Chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy Mặc dù nó không phải là class 1 như là ơ ép giảm Mà nó chỉ là class 2 thôi Các bạn thấy 2A như trong trường hợp là ơ ép giảm nhẹ Và cái lượt đồ À, chúng ta thấy về trần đoán là suy tim EF chúng ta thấy rằng là bảo tồn đó, các bạn thấy nó cũng đơn giản các bạn thấy nó cũng gồm có ba bước như vừa rồi tôi đã trình bày trong cái định nghĩa nó cũng có ba cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán thì đây chúng ta thấy rằng là trong cái suy tim EF mà giảm nhẹ à, tôi nhắc lại là EF từ 41 cho tới 49% thì đây nó có một cái 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 cái, cái bảng để chúng ta lựa chọn các cái thuốc là chúng ta thấy nó là, là class 2 hết ta thấy class hai hết 2b ở đây để chúng ta lựa chọn thuốc cho bệnh nhân. Còn suy tim ở bảo tồn các bạn thấy ở đây vẫn còn là một cái thách thức. Thực sự ra chúng ta thấy rằng là chỉ trong cái năm vừa rồi các bạn gửi đây này nó có một vài công trình nghiên cứu à, cho thấy cái kết quả à, của các cái thuốc mới trong vấn đề điều trị suy tim ở bảo tồn. À, và hy vọng rằng là chúng ta thấy sắp tới là chúng ta sẽ có những cái thảo luận và những cái cập nhật từ phía Việt Nam về cái chỉ định của những cái nhóm thuốc mới cho vấn đề à, điều trị suy tim ở ép bảo tồn để chẩn đoán thì tôi nhắc lại nó có ba cái tiêu chuẩn như tôi nói là triệu chứng là lâm sàng này ép từ 50% trở lên và có những cái triệu chứng hay những cái bằng chứng khách quan về những cái thay đổi hay những cái bất thường về mặt cấu trúc về bề mặt chức năng các bạn thấy rằng là của cái thắt trái trong đó có rối loạn chức năng tâm trương rối loạn chức năng tâm thu các bạn thấy áp lực độ đầy cũng như là tăng cái BNP hoặc là NT bộ PNP cho những cái đối tượng bệnh nhân chúng ta thấy rằng là suy tim EF EF bảo tồn ở đây nó có một cái thuật ngữ nó chúng ta thấy rằng là suy tim mà EF giảm mà đã phục hồi hay là có hoặc là chúng ta thấy là có cải thiện chúng ta thấy ở đây tức là chúng ta thấy rằng là trước đây bệnh nhân suy tim EF giảm EF dưới 40% chúng ta điều trị bằng thuốc bằng các cái thiết bị vân vân bây giờ chúng ta thấy chúng ta cải thiện được cái EF này EF chúng ta thấy tăng được ít nhất 10% so với ban đầu và trên chúng ta thấy là chúng ta thấy là nếu mà trên 50 thì chúng ta gọi là phục hồi. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là trên 40, các bạn thấy nhưng mà tăng được ít nhất 10%, phần chúng ta thấy rằng nó có cải thiện về cái định nghĩa là như vậy. Thì đây là điều trị suy tim EF bảo tồn cho tới cái phiên bản của ESC 2021, cái khuyến cáo vẫn là chính là chúng ta vẫn tầm soát điều trị các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến tim mạch và không tim mạch và lợi tiểu vẫn là một trong những cái thuốc trụ lực để chúng ta kiểm soát cái sung huyết cho cho bệnh nhân và cái cuối cùng chúng ta thấy rằng là tôi xin lướt nhanh về vấn đề suy tim chúng ta thấy là suy tim cấp hoặc là suy tim nặng mà tiến à, tiến triển thì đó cũng có những cái điểm mới đó là liên quan đến định nghĩa và phân loại về vấn đề suy tim nặng tiến triển và suy tim cấp cho bệnh nhân những cái khuyến cáo mới về mức độ à, à, mức độ cao hơn về các thiết bị à, hỗ trợ à, cơ học và vấn đề ghép tim trên những bệnh nhân suy tim nặng. À, tương tự chúng ta thấy rằng là trong vấn đề suy tim cấp họ đưa ra các cái thể lâm sàng để chúng ta có thể cá thể hóa, trong đó có gì đợt cấp suy tim mất bù. Đây là một cái đối tượng chúng ta hay gặp à, trên thực hành lâm sàng. Cái đối tượng thứ hai là phù phổi cấp, đối tượng thứ ba là sốc tim và cuối cùng là, là suy thất phải à, đơn thuần. Đó là bốn cái thể lâm sàng mà sc 2011 họ phân loại một cái suy tim cấp thì một số những cái thay đổi về mức độ khuyến cáo để chúng ta thấy là giảm cái vai trò của thuốc thì của thuốc giãn mạch bây giờ trong suy tim cấp chúng ta thấy thuốc giãn mạch không phải là một trong những cái lựa chọn được mạnh nữa cái thứ hai là không chỉ định mọc phim một cách thường quy cho những bệnh nhân suy tim cấp trước đây cái thời của tôi khi bệnh nhân suy tim cấp cụ thể là phù phổi cấp gần như mọc phim là một trong những cái thuốc tôi cũng rất hay sử dụng để cải thiện nhanh chóng cái triệu chứng là phù phổi cấp cho bệnh nhân bây giờ chúng ta cũng nên hạn chế và chúng ta không sử dụng một cách thường quy ngoại trừ chúng ta bệnh nhân quá kích thức bức rức chúng ta thấy vật vã căng thẳng lo lắng và cái vai trò của các cái hỗ trợ cơ học càng ngày càng được tăng cường và ở đây chúng ta thấy rằng là khoa nội tim mạch chúng tôi gần đây cũng đã triển khai một số những cái hỗ trợ à, chúng ta thấy những cái dụng cụ cơ học để hỗ trợ cho vấn đề một cái suy tim cấp đặc biệt là trong cái bối cảnh là bệnh nhân gì viêm màng ngoài tim đưa đến một cái choáng tim hay một cái phù phổi cho bệnh nhân thì đây là cái lược đồ chúng ta thấy họ tiếp cận một bệnh nhân suy tim nặng tuyến triển qua các cái profile các bạn thấy đây cái intermark tức là các cái profile theo những cái cấp độ khác nhau và họ có những cái chiến lược điều trị chúng ta thấy rằng là khác nhau. Uh, cái intermark ở đây các bạn thấy rằng là nó cho những cái điểm để chúng ta có thể tham khảo để chúng ta uh, đánh điểm cho bệnh nhân để chúng ta 1 2 3 4 hoặc là trên 5 các bạn thấy là uh, chúng ta tùy thuộc vào cái nguy cơ để chúng ta có những cái uh, biện pháp xử lý là cho uh, cho cho phù hợp. Như vậy để cuối cùng thì uh, tôi có một vài cái ý mà có lẽ cái này để chúng ta sẽ thảo luận vào cuối cái buổi sau hai bài báo cáo rất là hấp dẫn của Tiến sĩ Hải và Tín bác sĩ chiêu nữa. Đó là chúng ta thấy rằng là cần cập nhật những hướng dẫn điều trị suy tim mới tại Việt Nam cho phù hợp với quốc tế. Vừa rồi tôi nói 28 tháng 3, Cục Quản lý Dược cũng đưa ra một cập nhật mới, có lẽ là chúng ta cũng sẽ thảo, thảo luận thêm. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là các cái bằng chứng mới mở ra nhiều cái lựa chọn và cơ hội cho những bệnh nhân suy tim. chúng ta thấy trong đó có suy tim ơ ép giảm, trong đó có suy tim ơ ép bảo tồn bảo tồn. Thế vậy chúng ta thấy chúng ta cần cái sự phê duyệt của Bộ Y tế và cân nhắc cái gánh nặng chi phí cho bệnh nhân như thế nào trong cái bối cảnh chúng ta thấy là kinh tế thực tế hay thực trạng tại Việt Nam phải tại bệnh viện của các bạn tại năm cái đầu cầu mà chúng ta đang theo dõi trực tiếp ở đây. Và các cái nhóm thuốc điều trị nền tảng như chạy beta ức chế men chuyển, chúng ta thấy qua cái bài như tôi trình bày, thực sự ra vẫn là giữ một cái vai trò quan trọng và chúng ta thấy rằng đây là cái nhóm thuốc đứng về kinh tế y tế hay vấn đề giá cả chúng ta thấy là cũng tương đối dễ tiếp cận. À chúng ta thấy là chạy beta cũng như là ức chế men chuyển. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta nên là chúng ta thấy rằng tối ưu hóa điều trị cho bệnh nhân và đặc biệt những cái thuốc mà chúng ta dễ tiếp cận cho bệnh nhân và một cái phần quan trọng và tôi cũng muốn là các bạn hay các đồng nghiệp và các đầu cầu cùng chia sẻ đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có những cái đơn vị chuyên sâu về vấn đề suy tim cũng như là quản lý và điều trị suy tim để chúng ta có thể mang lại cái lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân suy tim của chúng ta đó là những cái thông tin hay là những cái thông điệp mà tôi xin trao đổi với quý thầy cô và quý đồng nghiệp trong cái buổi ngày hôm nay, xin uh, trân trọng cảm ơn sự uh, lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.